Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn món làm món chân gà rút xương lộn với lại hành tây cà rốt các bạn nhé. Thì để làm món này thì các bạn chuẩn bị cho mình này, chân gà khoảng 10 chiếc. Cà rốt và hành tây các bạn thái chỉ nhỏ, ngâm với lại nước muối và pha chút giấm. Gia vị thì gồm có giấm, đường, bột canh, nước mắm, một chút rau húng, một chút nạc rang và gừng rang, một nhánh gừng, quả chanh, một tép xả và một quả ớt. Bây giờ sau khi các bạn đã chuẩn bị nguyên liệu xong thì chúng ta bắt tay vào làm các bạn nhé. Chân gà sau khi các bạn mua về ở chợ về các bạn làm sạch, nhặt sạch những cái phần mà da còn ở ngoài ấy, sau các bạn cho vào luộc. Các bạn lưu ý nhé, các bạn luộc vừa thôi, luộc chín tới thôi, sau đó các bạn vớt ra và các bạn để vào ngăn mát tủ lạnh cho mình khoảng 2 đến 3 tiếng. Sau đó các bạn mới lấy ra làm. Thì hôm nay ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một ít rồi. Thì sau đó khi các bạn đã để chân gà vào tủ lạnh khoảng 2 3 giờ, các bạn mang ra làm thì các bạn mới chặt cái móng của nó đi. Vì nếu khi các bạn chặt móng trước khi luộc thì khi luộc chân gà nó sẽ bị co lại và các bạn sẽ không làm được cái món này đâu. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà các bạn rút được cái xương gà ra nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một con dao nhỏ và một cái kéo. Ở đây thì cái chân gà như này, các móng của nó như này thì các bạn dùng một con dao nhỏ. Các bạn nhớ đây, món này thì có một cái xương, món này thì ba cái, hai cái, hai đốt, món này thì ba đốt và món này thì bốn đốt. Các bạn cầm con dao như này. Đối với ngón giữa thì các bạn sẽ rạch cho mình từ trên xuống dưới đến hết chân như thế này. Và ngón này thì các bạn rạch đến hết phần khuỷu xương cuối của nó. Ngón này cũng như các ngón này thì cũng như vậy. Sau đó các bạn lấy cái kéo, các bạn sẽ nồng vào bên trong và các bạn cầm, sau đó các bạn bẻ cái phần xương rút nó ra. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Các bạn cứ làm như vậy đến khi hết cái phần chân gà của mình thì thôi nhé. Hình đến cái phần xương này thì các bạn sẽ lấy cái tay, các bạn lồng cái tay xuống đây, các bạn rạch ra hai phần đầu để cho cái thịt nó ra hết thì các bạn. Sau đó các bạn cầm cái kéo, ở đây nó có cái đốt khớp của nó này. Các bạn sẽ cắt cái phần đốt khớp này ra. Các bạn cắt đứt ra như thế này, sau đó các bạn lột xuống. Đây. Các bạn cầm cái kéo. Các bạn sẽ rút. Sau đó các bạn cầm tay, các bạn rút ra như thế này. Đây các bạn. Vẫn là chiếc chân gà đúng không ạ? Như đã rút hết xương. Rồi sau khi chúng ta đã chuẩn bị xong các cái rút xương xong như này, bây giờ chúng ta bắt đầu sẽ vào để làm lộn các bạn nhé. Rồi sau khi chân gà các bạn đã rút hết xương rồi, các bạn sẽ cắt đôi ra cho mình như thế này. Chân gà sau khi các bạn cắt đôi như thế này, các bạn ướp trước cho mình khoảng một thìa này đường. Giấm gạo một thìa, muối các bạn cho một chút thôi nhé, nửa thìa cà phê thôi. Sau đó các bạn trộn đều lên.
Các bạn trộn đều để ngấm gia vị khoảng 10 đến 15 phút nhé. Để chờ gà ngấm thì chúng ta đi làm nước chua ngọt. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô như này. Để pha nước chua ngọt thì các bạn sẽ cho mình hai thìa con đường. Hai thìa con giấm mắm. Tùy theo các bạn ăn chua ngọt như nào thì các bạn sẽ điều chỉnh cái gia vị cho nó phù hợp với khẩu vị nhà mình nhé. Giấm. Các bạn cho mình 1/5 thìa này. Và nước thì các bạn sẽ lấy cho mình khoảng 3 thìa. Các bạn khuấy đều lên. Vì món chân gà này thì các bạn sẽ thắc mắc vì sao mà đã gọi là lộn mà các bạn lại mình lại phải pha nước chấm nước chua ngọt như này. Vì đặc thù của cái chân gà là khi các bạn trộn, nếu mà trộn bình thường như mình làm lộn không ấy, thì cái gia vị nó sẽ không được ngấm đều vào cái chân gà. Nên là mình sẽ pha cái nước này sau khi mình trộn mình sẽ cho vào, nó ngấm đều vào, ăn nó sẽ nó ngấm vào cái miếng chân gà ăn nó sẽ ngon hơn các bạn. Cái phần ớt, phần tỏi, phần gừng và phần sả các bạn thái nhỏ ra cho mình như thế này. Sau đó các bạn cho vào. Phần cà rốt và hành tây ban nãy các bạn ngâm nước các bạn vắt khô đi cho mình, sau đó các bạn cho vào đây. Các bạn đổ cái phần nước chua ngọt ban nãy chúng ta đã pha chế rồi vào đây. Sau đó các bạn trộn đều lên. Phần mùi, phần mè rang các bạn rắc vào. Nạc rang. Sâu thơm. Cắt rau thơm này. Các bạn trộn đều này để sau đó các bạn để khoảng 15 phút và cho ngấm gia vị. Sau đó các bạn cho ra đĩa. Thế là chúng ta đã xong món chân gà lộn, rất đơn giản đúng không các bạn? Sau khi các bạn đảo đều chờ khoảng 5 phút, các bạn nêm nếm lại xem là cái phần gia vị nhà mình đã được chưa. Nếu mà nó chưa đủ khẩu vị của nhà mình, các bạn có thể cho thêm, tăng cái độ chua ngọt lên của nhà mình để cho món ăn nó thêm vừa. Và phần ban đầu mình đã có một quả chanh như vậy, các bạn vắt lấy một quả chanh như này để nước cốt, hoặc lấy nước cốt xong các bạn đổ vào. Các bạn cho nước cốt chanh vào, nó sẽ dậy mùi thơm cả. Và các bạn đảo đều nhé. Đảo đều các bạn ướp để khoảng 5 phút nữa, ngấm gia vị cho nó ngấm vào. Sau đó các bạn sẽ cho ra đĩa. Rồi giờ gia vị đã ngấm rồi thì các bạn sẽ cho ra đĩa như này cho mình. Cái phần sau khi các bạn cho ra đĩa, cái phần vừng còn lại ta sẽ rắc lên trên. Các bạn sẽ rắc lên trên như này. Lạc rang. Phần lạc rang còn lại ban nãy mình để lại đấy. Bây giờ các bạn cho vào đây. Và cho lên trên vài cọng rau húng như thế này. Tăng thêm phần hấp dẫn. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món chân gà lộn rồi các bạn nhé. Các bạn thấy sao ạ?
Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Cách làm thì lại rất là đơn giản. Một món ăn tuyệt vời các bạn ạ. Chúc các bạn thành công với những chia sẻ của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.